Ok, xin chào mừng các bạn quay trở lại với tập 2 của cái series giải đề Trick Part 7 Test 1. Thì ở trong tập trước thì tụi mình đã giải tới câu 173. Thì bây giờ tụi mình tiếp tục về cái câu 174 trong câu 177. Thì mình xin nhắc lại đây là cái test 1 của đề ITS 1200. Các bạn có thể lên mạng đeo cái tài liệu này về làm bài. Nếu các bạn làm bài thấy cái gì khó khăn thì các bạn có thể coi video này để tham khảo, hoặc là coi coi trước rồi làm sau cũng được. Rồi các bạn nếu trong quá trình làm bài có những cái câu hỏi nào không thể trả lời được, hãy thấy khúc mắc ở chỗ nào thì các bạn hãy comment trong cái mục comment để báo cho mình biết. Mình sẽ tổng hợp những cái câu hỏi của các bạn rồi mình sẽ trả lời. Ok, bây giờ mình sẽ tập trung giải bài. Mình sẽ zoom cái màn hình ra để các bạn có thể thấy được cái bài đọc. Ok. Thì đây. Thì cũng giống như cách cũ mình làm, là mình chỉ tập trung vô những cái nào mà đáp án ở dưới người ta hỏi thì mình sẽ dịch cái chỗ đó. Ok, mình xin bắt đầu luôn. Là một vị giám đốc dày dặn kinh nghiệm, ông Cang đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trong có hơn 20 năm kinh nghiệm và có một cái hồ sơ hoàn hảo trong việc tạo lập tạo 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 dựng những cái đối tác làm ăn mới và xây dựng hay là phát triển những cái chiến lược marketing mà nó hiệu quả. Cái ông ta được kỳ vọng sẽ làm mạnh mẽ hơn cái vị thế trên thị trường của tập đoàn BAC như là một cái nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm, trong những cái lĩnh vực phần mềm hay là mình nói là những cái ứng dụng phần mềm cho giáo dục hay là ngành công nghiệp giáo dục. Rồi một ý dưới là tại công ty Topler, ông ấy đã được thừa nhận rằng ông ấy được ghi danh bởi hay được được vinh danh bởi cái việc mang lại hay kiếm về cái lợi nhuận cao kỷ lục cho công ty. Ông Cang đã thành lập một công ty riêng cho ổng. Công ty đó tên là Greenwood Partners. Rồi ok, mình đã dịch xong. Mình xin làm câu 174 tổng câu 177. Theo như bài báo thì ông Cang ông được biết tới về điều gì? Thì ông được biết tới do ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing. Rồi vậy thì cái
cái công ty BAC kinh doanh trong lĩnh vực nào? Thì nó cũng kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp phần mềm. Cái điều gì đúng về cái công sức lao động hay thành quả lao động hay công việc của ông Cang tại tập đoàn Topler? Thì ông ấy làm toàn tăng tăng doanh thu của công ty với cái mức kỷ lục. Ông Cang đã thành lập công ty nào? Thì ông Cang đã thành lập công ty Greenwood Partners. Ok, mình đã giải xong câu 174 tới câu 177. Mình xin để lại toàn cảnh cho các bạn quan sát. Đây là toàn cảnh của cái bài. Và đây là cái bài đọc. Và đây là câu hỏi. Mình xin qua câu tiếp theo. Câu 178 đến câu 180. Rồi, mình sẽ dịch luôn. Là trong này là có là chúng tôi cung cấp cái dịch vụ hỗ trợ cho trong khách sạn. Cung cấp các nhân viên phục tạp vụ trong khách sạn. Chúng tôi có cung cấp những nhân viên tạp vụ trong khách sạn có khả năng nói tiếng Anh, những nhân viên này có khả năng nói tiếng Anh. Chúng tôi cũng cung cấp luôn những cái cuộc gọi điện thoại mà bất kỳ cái cuộc điện thoại nào mà thực hiện trong cái phòng của khách sạn. Thì đều được discounted, giảm giá ở cái mức mà giảm giá. Cái cuốn sổ tay About LCD thì nó được đặt ở kệ giường và chứa những thông tin, những danh sách về các cái rạp chiếu phim và các cái nhà hàng hay là các cái viện bảo tàng hay là viện bảo tàng nghệ thuật. Đây, food plan có nghĩa là sơ đồ khách sạn. Ok, mình sẽ thực hiện giải đề. Câu 178. Cái dịch vụ khách sạn nào không được đề cập tới trong cái bài giới thiệu? Thì hồi nãy mình có thấy là nhân viên có khả năng nói tiếng Anh, có điện thoại được gọi điện được giảm giá, có luôn. Rồi ở trong này người ta có cung cấp một cái dịch có những cái thiết trang thiết bị như là cái máy máy fax và cái máy copy. Thì ở dưới đây thì nó là copy machines là cái máy copy. Thì cái chữ copier thì nó cũng có nghĩa là một cái phương tiện hay là một cái đồ dùng gì đó dùng để copy. Vậy thì ba cái câu A, B, C đều xuất hiện trong cái bài đọc. Vậy thì chỉ có câu D là không xuất hiện. Thì D là phương án đúng. Câu 179. Khách hàng có thể đọc những cái thông tin về những cái nơi chốn mà để giải trí ở đâu tại khu vực khách sạn hay khu vực gần đó. Thì đó, ở trong cái cuốn sổ tay có tên là About LCD. Đây, nó ở đây đó các bạn. Nó xin đánh dấu thêm một lần nữa, nó là cái này nữa các bạn. Rồi. Câu 180. Cái thông tin nào mà có thể tìm thấy ở trong trang 2 tới trang 4 trong cái cuốn hướng dẫn khách hàng
Thì như mình nói cái chữ floor, đây cái chữ floor, floor plan này là sơ đồ khách sạn. Vì trong một cái sơ đồ của khách sạn thì mình kiếm được cái gì? Mình không thể nào kiếm được một cái cách để gọi món ăn. Mình không thể kiếm được một cái mình không có tìm được cái trạm xe buýt gần nhất. Cái trạm xe buýt gần nhất thì mình phải coi bản đồ thành phố. Mình phải coi sơ đồ thành phố chứ mình không thể coi sơ đồ khách sạn được mấy bạn. Mình không thể nào biết được cái lịch mà lau dọn hay dọn phòng của khách sạn. Mình chỉ có thể biết được là cái phòng gym của khách sạn nó nằm ở đâu, located là vị trí nằm hay là tọa lạc nằm ở đâu. Ok, mình đã giải xong từ câu 178 đến câu 180 toàn cục của một cái bài. Rồi, các bạn coi lại cái bài đọc. Đây là câu hỏi. Rồi, mình xin đọc bài câu tiếp theo. Câu 181 tới câu 185. Rồi, mình xin dịch ngắn gọn luôn. Cái bài báo cáo này phải thật ngắn gọn và có trọng điểm, trọng tâm. Nó sẽ thông báo sự từ nhiệm hay sự từ chức. Nó sẽ thông báo cái sự từ chức của cái ông Sid Jablonski và cái sự bổ nhiệm cho vị trí mà ông ta để lại, hay là sự bổ nhiệm cho người kế nhiệm của ông ta. Sẽ không có một cái lý do nào được đưa ra, sẽ không có một sự giải thích nào được đưa ra cho cái lý do từ nhiệm của cái ông Jablonski. Sẽ không có một cái lý do nào đưa ra cho cái sự từ chức của ông. Cảnh báo chí sẽ được yêu cầu liên hệ liên lạc với ngài phó chủ tịch của phòng nhân sự với những cái câu hỏi liên quan. Ông Jarvis này là một cái ông phó chủ tịch của phòng nhân sự. Ông Harry Trudeau này là giám đốc của Camden Entertainment trong 5 năm gần đây. Và ông ta sẽ kế nhiệm hay là sẽ đảm nhận chức vụ, the position là chức vụ mà được để lại bởi ông Jablonski. Một cái tiểu sử ngắn gọn của ông Trudeau, và một cái và những cái thành tựu của ổng sẽ được tìm thấy, sẽ có thể được tìm thấy trên cái website của công ty. Rồi, mình đã dịch xong những cái câu quan trọng. Câu 181. Cái mục đích chính của ông Lewis Cooks này khi gửi email là gì? Để chốt những thông tin cho cái bản thông cáo báo chí. Những cái vị phóng viên hay là bên báo chí họ sẽ hỏi ai, sẽ hỏi ai với những cái câu hỏi có liên quan. Thì mình xin vì câu này là câu trả lời có nhiều cái thông tin cho nên mình xin nhắc lại là cái bên báo chí sẽ được yêu cầu liên hệ với ông phó chủ tịch, ông phó chủ tịch của cái phòng nhân sự là ông Jarvis Wang. Vậy mình có thể hiểu được là ông bên cánh báo chí sẽ liên hệ với ông Jarvis Wang.
Câu 183. Cái ông Harris Trudeau này, ông làm việc trước đó đâu? Ông làm việc trước đó ở Camden Entertainment. Mình cho các bạn coi lại cái này. Đây, ông đã từng làm việc ở Camden Entertainment cho thời gian là trong thời gian là 5 năm trước. Rồi. Cái chữ trong cái bài thông cáo báo chí, cái chữ assume trong đoạn 2, dòng 3 nó đồng nghĩa với chữ nào? Đây, chữ assume đây các bạn. Chữ assume đây. Thì chữ assume này nó đồng nghĩa với chữ take on là thực hiện hay là đảm nhận. Thực hiện hay là đảm nhận. Thì thực hiện cái chức vụ hay là đảm nhận cái chức vụ. Rồi, câu 185. Theo như cái bài thông cáo báo chí thì điều gì, cái gì có thể tìm thấy được trên cái website của công ty, thì mình có thể tìm thấy được cái thông tin về ông Harriet Trudeau. Rồi, mình xin qua câu tiếp theo. Rồi, mình xin nhắc lại là hiện nay mình đang giải cái đề ETS 1200 test 1. Và hiện giờ mình đang giải tới một câu câu 186. Rồi, mình xin dịch luôn. Thì những cái từ, những cái vấn đề thì mình cần đấy. Mình xin dịch từ đầu. Khi đa số mọi người nghĩ rằng luyện tập thể dục thể thao thì nó được liên quan tới cái việc chạy bộ, đi bộ, nhảy dây hay là nâng tạ, nâng vật nặng. Rồi, nếu mà bạn có khó khăn trong sự trong cái việc đứng ở một cái thời gian dài, nếu mà bạn gặp khó khăn trong việc đứng với một cái thời gian dài, thì cái việc luyện tập aerobic bằng ghế hay là trên ghế thì nó sẽ là một cái bài tập dành cho bạn. Thì cái lợi ích của việc luyện tập aerobic trên ghế này á, thì nó hầu như không có một cái tiềm năng nguy hiểm nào đối với các khớp xương. Rồi, đây là một cái bài bài nghiên cứu của những cái nhà khoa học. Người ta vừa mới kết luận như thế này đây. Người ta hai con người không có tiêu tốn năng lượng giống nhau. Không có tiêu tốn cái năng lượng giống nhau trong đối với một cái bài tập thể dục hay là khi trên một cái máy tập thể dục. Mình xin dịch lại cho nó tròn hơn. Là người ta sẽ tiêu tốn một cái lượng năng lượng khác nhau đối với một cái máy tập giống nhau. Và một cái bài một cái nghiên cứu gần đây cho gần gần đây đã được thực hiện về về cái số lượng calories hay là calo tiêu tốn hay là bị đốt bởi những người tập luyện mà khỏe mạnh, những người tập phụ nữ, đàn ông hoặc phụ nữ ở cái độ tuổi 20. Khi họ luyện tập trên bốn cái máy tập khác nhau, thì cái bài thì người ta kết luận được rằng có một cái sự thật về thể chất rằng đàn ông có nhiều cơ bắp hơn phụ nữ và
cơ bắp thì nó đốt năng lượng nhiều hơn là mỡ. Về cái việc mà luyện tập, các bạn phải 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 được tư vấn bởi những cái huấn luyện viên trước khi luyện tập, trước khi bắt đầu luyện tập những cái bài tập, bởi vì nó có liên hệ tới những cái áp lực, những cái sức nặng mà có thể gây ra những cái chấn thương vật lý. Mình xin giải công 186. Điều gì không được đề cập trong cái bài quảng cáo, như là một cái dạng thông thường của luyện tập thể dục thể thao, thì trên cái bài đó người ta nói là nhiều người nghĩ rằng luyện tập thể dục thể thao là chạy bộ, đi bộ, nhảy dây hay là nâng vật nặng, thì đó mới gọi là luyện tập thể dục thể thao. Thì thông thường mọi người nghĩ như vậy. Thì đây, chạy bộ có, đi bộ có, chạy bộ có, nâng vật nặng có, thì cái còn lại là hiking là không được đề cập trong bài. Câu 187, theo như cái bài quảng cáo, những người nào phải thực hiện cái bài tập aerobic trên ghế thì đó là những người không thể đứng trên, không thể đứng bằng chân trong thời gian dài. Câu 188, cái ý chính của cái bài báo là gì? Thì ý chính của nó là thông báo cái kết quả của một cái cuộc nghiên cứu về cái việc luyện tập thể dục thể thao. Theo như bài báo, tại sao đàn ông lại đốt nhiều calo hơn phụ nữ? Bởi vì họ bự con hơn. Tại sao cái bài tập aerobic trên ghế là khác so với cái việc luyện tập được mô tả trong cái bài báo? Vì nó liên hệ ít hơn, hay là nó ít có sự tác động, hay là nó ít hơn cái rủi ro về chấn thương. Mình đã giải xong câu 186 tới câu 190 là toàn cục của cái bài. Rồi, mình xin zoom lên từng phần một cho các bạn quan sát lại thêm một lần nữa. Hỏi. Mình xin qua câu tiếp theo. Câu 191 tới câu 195. Đây là toàn cục của một bài. Đây là câu hỏi. Rồi, là cái email của ông Davis gửi ông gửi Franklin Realty. Mình xin dịch luôn. Bắt đầu từ tháng 9, tôi sẽ làm việc tại trường đại học Woodland Heights, và tôi còn phải thuê một cái phòng một giường, một cái căn hộ một giường gần đấy. Tôi muốn biết rằng ông còn có dư, có sẵn cái nào như vậy trong khu vực kế cận hay không. Ok, mình sẽ đi tiếp.
Đây, cái Emerald Gardens. Cái Emerald Gardens này nó là một cái căn hộ mới toanh với một cái phòng ngủ, với một cái phòng ngủ một giường, có một cái phòng tắm, một phòng tắm, và nó perfectly situated là tọa lạc, hay là có một cái vị trí gọi là hoàn hảo hay là thuận tiện tuyệt vời ở downtown, ở trong trung tâm thành phố của Woodland, trung tâm Woodland Heights. Và một cái đây là cái Princess Villas thì là một cái villa rộng rãi với hai giường ngủ, một phòng tắm, tọa lạc ở cái Lincoln, cái làng Vin Lincoln là Thanh Bình. Nếu mà các bạn quan tâm, hãy email cho chúng tôi tại địa chỉ email như sau để biết thêm thông tin, để hẹn lịch gặp mặt, hãy gọi vào số này hoặc là đến tại cơ sở của chúng tôi trên tại địa chỉ như thế này. Rồi, mình xin dịch bài, mình xin làm bài. Cái ông Davis thì ổng quan tâm về vấn đề gì? Thế như ở trên ông Davis, đây là ông Davis, cái bức thư này là được gửi từ ông Davis. Thì ông Davis này nè, à, đây là ông Davis này. Thì ổng quan tâm về vấn đề là cái vị trí của cái căn hộ mà ổng sẽ ở. À, ổng mà vì sao ông Davis lại di chuyển tới đây? Thì ổng di chuyển ra để ổng bắt đầu một cái công việc mới, dẫn ổng công việc tại trường đại học. Thì cái cơ sở nhà nhà cửa nào thì sẽ khiến ông Davis quan tâm, thì là cái Emerald Gardens, là cái mà có một phòng ngủ và ở trung tâm, ở gần cái trường đại học Woodland. Cái câu nào đúng về cái căn hộ ở Lincoln Village, là cái làng Lincoln, nó yên tĩnh, nó peaceful, nó thanh bình, nó yên bình thì nó sẽ yên tĩnh. Cái gì không được đề cập như là một cái phương pháp để liên hệ tới cái công ty địa chính Franklin, thì ở trên đó mình thấy là nó có liên hệ bằng email, liên hệ bằng điện thoại, nó liên hệ bằng gặp mặt trực tiếp. À, thì những cái liên hệ bằng email, điện thoại, gặp mặt trực tiếp là not, không đúng. Thì cái còn là fax là chính xác. Rồi, mình xin mở lại cho bạn coi tham khảo. Rồi, mình xin qua câu tiếp theo. Câu 196 tới câu 200. Mình xin jump toàn cục cho mấy bạn. Đây là toàn cục. Rồi, mình xin jump lại từng phần nhỏ. Rồi, mình xin giải đề luôn. Rồi mình xin dịch để có những câu dẫn nhập để cho các bạn dễ hiểu hơn. Tôi tin rằng bạn đã thích thú hay hưởng thụ cái chuyến ở lại của các bạn, cái chuyến và cái sự lưu trú của các bạn, và có một cái cơ hội có
có một cái cơ hội để sử dụng những cái cơ sở vật chất của chúng tôi, cơ sở hạ tầng của chúng tôi, vậy bao gồm những cái phòng xông hơi thượng hạng, những cái hồ bơi và một cái nhà hàng mới được tu sửa. Chúng tôi rất cảm kích nếu ông có thể hoàn thành một cái bản câu hỏi ngắn đánh giá về cái cơ sở hạ tầng và cái dịch vụ của chúng tôi. À, cô đây là chị Miss Trowbridge, đây là chị. À, cái bình luận của cô sẽ được giữ bí mật. Kính thưa Patrick Kennard. À, mình sẽ dịch luôn. Tôi cực kỳ thích thú với cái trung tâm thể hình hạng sang hay là thượng hạng của các bạn. Và tôi cũng không hào hứng cho lắm, không thích cho lắm về cái trung tâm làm việc của các bạn. Trung tâm làm việc ở đây có nghĩa là trong một khách sạn nó sẽ có một cái nơi để cho những cái người mà có công ăn việc làm, cái người mà đi 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 làm đó các bạn à, ta đi công tác á, ta vô đó ta ở thì ta có một cái chỗ để người ta làm việc thì gọi là business center đó các bạn. Thì rồi mình xin dịch tiếp. Bởi vì công việc của tôi yêu cầu tôi phải đi lại thường xuyên tới Manchester. Đây là thường xuyên nè bạn. Tôi mong rằng sẽ trở thành một trong những khách hàng thường xuyên của bạn. Rồi. Thì cái mục đích của cái email này là gì? Thì cái email đầu tiên mà cái ban giám đốc gửi cho cái cô này thì để xin hỏi cái ý kiến của người ta. Cái gì không được đề cập như là một cái tính năng của cái khách sạn. Thì nãy mình có dịch là có liên quan tới một cái bà đó, bà không có thích thú gì, không có hứng thú với một cái business center, một cái trung tâm làm việc. Bà ở trên nữa thì có một cái người ta cái nhà hàng này nó vừa mới xây xây lại một cái nhà hàng, một cái nhà hàng người ta vừa mới xây là một cái nhà hàng, thì cái nhà hàng đó thì đồng nghĩa lại là một cái cơ sở ăn tối, và cho một trong những cơ sở của cái khách sạn này nó cũng có luôn là một cái hồ bơi. Vậy thì ba ý một cái business center là không có, là có là mình loại ra, một cái nhà hàng có luôn và một cái hồ bơi có luôn, thì chỉ còn lại một cái airport transportation là không xuất hiện trong bài. Nếu nó không xuất hiện trong bài thì nó đúng. Có 198. Tại sao ông Kennel nói bà cái ông Kennel nói với bà cái cô Trowbridge này điều gì? Thì ông đảm bảo với bà rằng cái thông tin mà cô ta đưa sẽ được giữ bí mật. Rồi. Cái điều gì mà cô Trowbridge yêu thích về cái khách sạn? Thì cô yêu thích cái cơ sở thể dục thể thao. Đây. Cô yêu thích cái cơ sở thể dục thể thao này. À, cái điều gì đúng về cô Trowbridge? Thì cô ta dự định sẽ ở khách sạn này thêm một lần nữa. Đây, cô ta mong muốn trở thành một cái khách thường xuyên của khách sạn này. Đây, mình sẽ đưa cho toàn cảnh của cái bài đọc một lần nữa.
Và tới đây mình xin kết thúc việc giải test 1 bách 7 test 1 của đề ETS ETS 1200. Và đây là kết thúc của tập 2. Tại sao các bạn hồi nãy là thấy mình đề tập 4, vì lúc trước mình có làm chia là 4 tập, nhưng mà mình thấy nó khá là dài dòng và dư, cho nên là mình cố gắng lần này mình chỉnh sửa, mình làm nhanh hơn để phục vụ nhu cầu mà học tập cấp thiết của mấy bạn. Cảm ơn sự theo dõi của mấy bạn và hẹn gặp mấy bạn ở chương trình giải đề test số 2 của cái đề ETS 1200. Xin cảm ơn các bạn.